Ngay từ sáng sớm, mình đã có mặt tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, đã gặp được em Trương tại nơi đây. Và ngày hôm nay, mình cùng với các anh em sẽ dẫn em trai đi mua một ít quần áo mới, sau đó đưa về Cà Mau. Kính mời quý vị theo dõi hành trình của các anh em đưa em Trương về lại quê hương của mình sau nhiều năm thất lạc. Gom đồ đi Trương ơi. Trương, xách cái bao mũ lại Trương. Ủa đâu hả? Đi lấy cái bao mũ. Cái bao mũ không? Đặt đồ này. Đâu để đâu? Đây là sớm của em Duyên ở ngày xưa nè mọi người. Này là chỗ chỗ em Trương, chỗ em Trương ngủ là quý cô chú anh chị. Đây có mái che đồ này kia kế bên là nhà tôi đó, ông đứng ngay ngay nhà dạ. Đứng ngay nhà Duyên nè Tâm đó, đó, đó. Đứng ngay nhà Duyên á. À dạ Duyên ờ Duyên là đó đó đi sáng. Ủa cái bao kia bao nhiêu vậy? Ủa, đây, đây đây là những gì mà hàng ngày em Trương mang theo nè. Đây có mấy bao vậy? Có của em không? Có bao được rồi. Nhớ cái nào của mình đó nghe, đừng lấy lộn lấy nhầm gì nha. Dồn vô cái bao đi em. Rồi không ngờ thất lạc biết lâu ở trong cái xóm của dì Hòa. Rồi có ngủ ở đây luôn nè, ngủ cái bóng mộng ở đây luôn nè. Có ngủ không trang phục của anh? Đấy. Rồi, giờ anh em dẫn chai đi ăn sáng cùng luôn. Chờ sẵn tối đi đâu. Cái gì ơi? Có lỗi đi sát sát cho chưa ơi. Tội nghiệp hả cô? Dạ. Như dạ cậu. Dạ trời tội quá cô. Hít nước nữa kìa. Rồi cho nào. Êm quá bán, ta. Bán cái đó đi nha. Không chứ, giờ tới quê bán luôn. Lập chai cho từ Long Xuyên. Đem về quê bán luôn hả? Cho nó bán luôn. Có rồi. Đi tìm quá tìm luôn rồi. Dạ dạ có nghĩa là dừng. Bạn muốn ăn khô nhưng chưa biết mua ở đâu, giá cao lại sợ bị lầm, nhưng giá rẻ thì sợ kém chất lượng. Đừng lo, hãy đến với Tâm Rồng Shop, nơi bạn có thể lựa chọn được các loại khô vừa ngon vừa hợp khẩu vị, giá cả thì phải chăng. Còn chuyện chơi gì nữa, nhanh tay liên hệ Zalo 0918642092 để đặt hàng và thưởng thức các món ngon đặc sản của Đồng Tháp. Cho đi ăn sáng với hớt tóc của coi.
cho con nghe. Rồi dừng lại nghe coi. Bây giờ gặp lại bà ngoại nhớ không? Nhớ ta bà ngoại bình quân. À, nhưng mà thí dụ mà gặp lại những người thân thì nhớ hết đúng không? Hôm qua con về con ngủ ở đó lúc mấy giờ? Mấy giờ con không nhớ. Không nhớ luôn. Tại vì buồn ngủ quá con nằm cái ngủ luôn. À đi đi đụng xong rồi về đó ngủ thẳng luôn ha. Giờ anh em đi đi. Rồi giờ anh em lên xe đi ăn uống ha. Thì sau đó là mình mới tính tiếp. Cái còn cái túi này nữa nè anh. Túi này luôn. Ôm đi. Ôm gì? Đi luôn. Mấy giặt bắt đi thân mà. Không đâu gì đâu. Ba cái xốp heo chống mũi rồi hay gì đâu. Còn nước luôn. Đi ăn sáng nha. Đi ăn cái quán mà em hay ghé đó nhớ. Rồi đi. Bây giờ là các em lên đường nha. Cảm ơn phường quá. Hôm giờ mấy cô đó hồi tối đó. Sáng nay có gặp mấy anh là hôm qua là nguyên một ngày luôn á. Lên công an. Mà hôm qua có nghe mấy cô nói là tụi anh kiếm nguyên cả ngày không? À. Có nghe phải không? Rồi đi lên. Đi xe hơi. Đó giờ đi xe hơi không? Đó giờ đi xe hơi nè. Đi một lần bỏ mắt đứng. Rồi lên đi. Lên xe hơi đi chứ. Rồi giờ đi ăn sáng mấy anh em ơi. Ok. Đóng cửa. Ơi có đồng. Rồi ngỡ đi. Số đi ăn sáng nè. Sếp quá ta. Giám đốc. Giám đốc nữa. Cái gì? Chính đi kìa. Rồi ngồi. Vô trong kìa. Rồi vô đây đi con. Bữa nay ăn xong rồi chia tay và xuống quán nha. Rồi chưa ăn gì nói cô làm chưa? Bún cá đặc biệt hay sao? Ăn gì? Đồ bún cá đặc biệt cho nó đi. Bún cá à? Ăn cái món hay ăn rồi làm phải không? Quán này quán thương luôn à. Để cho mấy anh em ngượng tô luôn. Vậy là bún cá đi ha. Bún cá. Tổng cộng là kiếm đầu người tính tô. 9 tô. Người này đó là 10 tô. Làm tô lớn hay là tô bình thường ạ? Lớn chứ. Có chín tô mà. Đứa này mới chích sữa không à. Chơi chơi xem có chữa không chưa. Những bạn gì nổi tiếng luôn vậy hả con? Không. Cái mẫu còn hơn là kiếm. Tò hồi tối giờ đâu ăn uống nhà. Tao buồn ngủ quá. Tao ngủ luôn. Nhưng mà hôm qua là em đuổi đâu vậy? Đi làm ở đâu? Đi làm sao? Đụng hai bao luôn mà nãy nói vậy. Đụng nhiều quá. Hỏi là mà tối qua lụm sao mà nguyên một ngày qua thôi anh kiếm em quá. Cá là nổi tiếng nhất Long Xuyên á. Tên gì? Báo cá tên gì? Phương nha. Ai mà đến Long Xuyên mà chưa ăn quán bún cá này là chưa gọi là chưa đến Long Xuyên á. Bún cá Phương Phương nhất dân. Đúng rồi. Quán gì Phương. Bữa có review rồi mà. Nếu mà đến Long Xuyên chưa ăn quán này thì đừng nói là tới Long Xuyên. Rồi ăn đi. Tự nhiên đây ăn cho no đi. Đói kêu thêm nha con. À, cứ ăn đi. Ăn chanh vô. Nó nhiêu tuổi ta? Nó 18 à. Em nghĩ cũng chạc chạc tôi đó. Ngon không? Lát kiếm cái sạc. Đúng rồi. Chiều tối là lại đây là cô cho ăn tô vậy đó, không lấy tiền mà suốt 9 năm liền vậy đó. Suốt 7 năm là cũng khá cái kén luôn. Ủa 9 hay 10 năm chưa? Không nhớ. Nhưng mà con của cô chủ quán này sanh ra là 9 tuổi rồi. Không mấy em ăn đi em ăn. Để đi. Rồi, ra hết đi rồi mấy anh em ăn lượt một luôn. Vui. Vui đó.
Kể từ ngày hôm nay bà chủ sẽ không còn được gặp em trai này nữa. Mất mối rồi. Mất mối luôn. Dám đâu về nhà nó nhớ nó đi lên nó thăm bà chứ. Để có nào gì về quê xong rồi lên thăm cô chú quán. Hai bữa lên tới giờ. Nhớ anh em, nhớ đồng đội nữa chứ. Nhớ lên thăm bà chủ quán, đừng thăm mấy đồ đũa nữa. Muỗng đồ quả, chén đồ quả. Lúc đó là đi trên mấy cái đồ dắt xe rồi đó. Thăm mấy cái đó đội quả lắm. Bóng đèn nữa. Đúng rồi. Bán nước mía bên cua. Dạ yeah, hả? Anh làm chủ bán nước mía bên cua. Mía cá, cua. Về dưới dễ làm ăn hơn. Đây mà chính chỗ khó lắm. Cạnh tranh. Dưới địa bàn mới đúng không? À, địa bàn mới. Nhờ kiếm chủ thầu khó. Đầu ra thì khó à? Đầu ra thì khó. Ở dưới không có đầu không? Thì đi gửi xe lên đây cho chị qua đây ra cho. Bóng đèn đâu được mà. Này ăn xong lát cái mình kiếm cái nhà nghỉ cho nó tắm nha. Ok. Tắm xe kéo. Tắm rửa rồi. Hay là mình mua quần áo rồi tắm ta. Quần áo thì tắm, quần áo tắm thay đồ. Đúng rồi. Chứ giờ tắm cũng đâu có đồ rồi phải. Cho biết chi tiết. Đủ chưa vậy? Chừng nào đủ là tụi em gắt máy là 5 tô, nãy kêu 9 tô. 9 tô đó. Dạ là... chị đếm người, chị làm giùm em đi chứ giờ. Dạ đúng rồi. Cái này chính đó. Quên đi tâm luôn. À, thấy ăn tội nghiệp quá. Đây là cái bữa ăn cuối cùng chia tay. Hỏi chia tay với cô chủ quán. Cuối cùng xin chấm ra mắt chừng. Lắp hơi tóc vậy. Ôi nó hấp rồi. Cái này không? Sảng khoái không? Ăn cái đổ mồ hôi luôn. Lát đi mua quần áo à. Quần áo tắm rửa này kia cho đẹp trai lên. Đâu có nhầm nước mặt ở đây. Này là dính lộ hay vậy? Lộ hay nhớ? À, đốt đồng. Đốt đồng. Đồng. Mà sao đi đâu trong đó? Không có. Đốt vài dây đồng á, lấy lõi á, lấy dây điện á. Đốt lấy đồng không? À, này chính là cái kiểu giống như là bụi than á, có bài á. Hỏi nghe, hỏi đó qua cái gì về cả mũ á, đi chạy gà, coi là cháy nhà hoàn toàn. Rồi, chưa, đẹp trai chưa? Trai rồi đó. Quá trời đẹp trai luôn rồi. Hùng như lưu nước hoa thời trẻ vậy. Đẹp trai dữ ta. Rồi, đây là cảm ơn con. Ta bình thường à. Cảm ơn cô chủ hả cô? Cô mang cô chủ lì xì nữa à. Trời ơi, tội quá. Chủ quá tốt bụng luôn nha. Bún cua ngon nhất Long Xuyên nha. Bún cua, bún cá phương phương quý cô chú anh chị. Trần Nhật Dực. Nhớ cô lắm, chắc cô cũng nhớ nó lắm không cô? Cô hình như cũng đang gương gương nước mắt rồi kìa quý cô chú anh chị. Yên tâm đi, vài bữa nó lên thăm cô. Nó dám đi cửa đâu. Thấy con tốt với con không? Rồi có nói lời tạm biệt với con không? Có rồi, nãy giờ. Nói gì sau này mà con già con trở lại con thăm cô. Không đem về, con đem cô về nuôi. Có con già con phải nhớ lấy cô đó. Đợi không ai biết trước ngày mai đâu con. Sao 4 giờ 15 đó con. Cô mới cho vốn nó con qua bên kia làm con số Mỹ đi. Lâu ơi chiều nay đó. Tại vì có thể gần 1 triệu thôi khởi nghiệp cho con luôn đó. Ừ, lên 300 tỷ thôi. 10 ngàn thôi con. Hai mẹ con của chú quán rất xinh đẹp và tốt bụng. Trên đài còn quá nhiều người tốt cô chú chị. À, chúc cô mua may bán đắt hay cô? Dạ, dạ. Cái buổi ăn nói chung có... ngày hôm đúng nay rồi. 10 tô bún là cô tặng hết luôn, khuyến mãi hết luôn. Cô khuyến mãi 10 tô bún luôn rồi. Cũng bị giả đó. Con ghé Long Xuyên thì ghé số địa chỉ 28 Trần Nhật Duật nha. 28 cá, con nhất Long Xuyên cho quý vị tốt bụng.
cua là cua đồng nguyên chất nha, nguyên chất luôn, ai bảo đảm ăn cua đồng ở đây xong không ăn đâu được hết trơn. Đổ vô bay chứ có tâm dạ, thì, chắc luôn. Ta thấy em Trương sẽ được cô mang cảnh bởi vì từng con quá trời con nha. Mượn chú Tâm đi, mượn chú Tâm một lần rồi cái quên, tại vì mẹ chị cũng thất lạc một người em à, có giấy tờ thất lạc luôn hết chị. Dạ. Nhà có giấy tờ rồi, bây giờ chị có số em rồi, để chừng nữa chị điện sau đi ha chị. Điện sau đi. Dạ. Vô nhà uống nước. Thôi tụi em tranh thủ đi chị. Dạ. Đúng rồi, tranh thủ lắm. Giờ chị chuyển khoai cho em được không? Dạ, dạ cũng được đây. Cái này quần áo nó mặc vừa không chị? Bây giờ có không? Đâu, em mở thử rồi, mặc vừa. Đó chị thử chị. Là đặng kia mua nó bộ thể dục đi không? Không vừa. Thì vô nhà tắm thai đi. Cô này vừa gặp mà cô khóc luôn à. Cô cũng đi ra dạ dạ chú đưa nó đi chú. Dạ bà con này người ta liếm quá nè, cầm giấy tờ đi cô, cất giấy tờ đi rồi chừng nữa cô điện con sao. Dạ rồi cái cô gặp một lần cô cũng cho rồi, cô kêu mỗi bữa cứ lại đây đi cô cho mà không thấy tiêu luôn, còn lấy tiền nhiều hơn ra cô chọn em mang lên quá cho mừng rồi, biết khi nào gặp lại con. Ủa, cái bé này nó có cho con 50 thì cho con 500 rồi thì cho 500. Quá trời bà con cho tiền quá rồi. Rồi. Đây, nè, về nhà đừng có đi nữa nha. Về nhà đừng có đi nha. Nghe nhà nghe nó nha. Ở nhà ở bà ngoại bà làm hộp cơm cho chị nó ăn xem nó có đây. Con đi cho con ăn nha. Con đi nước mía mà. Ủa cô, nó hay là đây ăn cơm không? Không, đi có một lần một duy nhất thôi mà. Nhưng mà cô biết mấy chị biết nó đây không? Không luôn, mà đó giờ mới thấy. Không thấy luôn. Cái bữa đó cô mới nói nó, cô thấy thương quá, cô hỏi rồi nó cũng nói đi với bà ngoại. Cái cô mới nói là thôi con có đi vậy đó, tại nghĩ là nó đi với bà ngoại chứ không nghĩ nó đi lạc. Cô nói là khỏi cô, để lát đi dọc đường mà nó ăn chung với mọi người luôn cô. Dạ. Cứ kêu cơm. Một ly kêu cô khỏi khỏi bút cơm nè, để lát cho ăn em cho nó ly nước được rồi. Bỏ cho nước nó được rồi. Thôi tụi em khỏi. Một ly nước mấy trăm gặp nha. Một ly nè. Hồi tối này con đi với trăm đường nước ca. Vậy lắm ơi. Kiếm ngàn dòng nó dọc nó quá mặn rồi. Tám chè nước suối rồi. Tám chè nước suối rồi. Chú lạnh có lấy nè. Giờ đừng có đi nữa con. Suối lạnh á. Tội nghiệp không? Cô quá trời thương rồi. Thay vì cùng cảnh trời ơi. Chứ bà ngoại thương cháu. Cô giống như là cô đang đồng cảnh ngộ, giống như là cô bị thất lạc người thân đúng luôn. Rồi, đúng dạ. Rồi. Rồi chừng nữa cô có gì có số con rồi cô liên lạc với con. Dạ. Rồi có gì chị liên dạ, lạc có gì chị điện em. Rồi có gì á, có gì rồi ấy tài khoản á cô gửi cô cho thêm. Dạ. Cô cho tiền bé cô gửi cho nó. Ai muốn hổm lại đây nè. Sao con hỏi thăm nó rồi hẹn cho nó lại đừng mà cho quần áo nó. Cái sao nó mất tiêu luôn. Biết đường. Chờ làm việc gì chờ nó từng ngày vậy đó, tâm chờ hoài nóng lên hỏi chi xui coi. Bé nó có lợi không mà con chờ hoài không có thấy. Qua con thấy là con mừng lắm, con chia sẻ làm đúng hết trơn luôn. Rồi gửi nó xuống Nguyễn Mỹ với Hiếu Thảo đó bà của gia nhà cô đó, Nguyễn Mỹ. Dạ. Thủy Nguyễn với Hiếu Thảo. Dạ. Qua à cái nít của cô ha. Trời ơi nước nữa kìa. Gãy ha cô ở đây cho nước rồi. Thôi cảm ơn mấy chị nhiều ha. Rồi. Gặp bà ngoại. Cái kiểu cô giống như là không có bà con thân thuộc gì hết mà. Bạn muốn ăn khô nhưng chưa biết mua ở đâu, giá cao lại sợ bị lầm, nhưng giá rẻ thì sợ kém chất lượng. Đừng lo, hãy đến với Tâm Rồng Shop, nơi bạn có thể lựa chọn được các loại khô vừa ngon vừa hợp khẩu vị, giá cả thì phải chăng. Còn chuyện chơi gì nữa, nhanh tay liên hệ Zalo 0918642092 để đặt hàng và thưởng thức các món ngon đặc sản của Đồng Tháp. Giống như... Rồi đây là lần thứ hai, rồi đây chia tay, nó về quê, biết chừng nào cô gặp lại Tâm. Dạ. Còn nhớ... Có cha đồ á? Nhớ kỷ niệm đẹp rồi. Về không có đi nữa nghe không? Dạ, nghe con cái trời. Bây giờ con làm con, cô cũng nuôi nó, bà ngoại cho, cô cũng nuôi nó, cô nói thiệt với con đó, cho cô cũng nuôi luôn đó. Làm cháu cô đi. Làm gì kêu bà ngoại đi. Cô sáu mấy tuổi rồi. Kêu ngoại đi. Kêu ngoại đi. Ngoại ơi đi con. Kêu đi. Ngoại ơi ha. Con quá trời. Ôm ngoại cái đi, ôm ngoại cái đi con. Ôm ngoại đi ừ.
cô trong từ ốc Tết giờ quay lại mà con không quay lại, cô trong từ ngày cô lên đây cô đợi con á. Dạ. Dạ dạ. Mừng quá rồi, muốn gì ơi. Dập đi, đi mà cô dập đi con. Cô có lời nào nói với trường không cô? Cô đứng đây cho đợi nắng rồi cô. Tính hay là đi vào. Cho đợi nắng luôn. Để đi về cái con kia nha. Dạ con cảm ơn cô nha. Cô tưởng đâu mà Tâm đi đường đó, cô ra dạ. Không, nãy con đi ra rồi, con đi qua cái chỗ này con tưởng đường xanh đỏ, con mới quẹo. Tội nghiệp quá mấy chị ơi. Dạ. Phải trời. Kìa Tâm. Dạ. Rồi, mấy anh là cho luôn. Dạ, quá tốt rồi. Ê, vậy luôn khỏi mua quần áo luôn. Lại tính đi lý kiến là cô mua đồ đá banh cho nó vài bộ á. Dạ. Hồi nãy chị đang điện con là con cũng đang định mua đồ đó mà con chẹt ở đây luôn. Còn cô tự nhà chạy lên liền tại đây. Dạ. Nhà mà xui nhà cô. Dạ, dạ. Đây. Thôi chị lại với con nha. Cho đồ mới. Ê, chú chỗ quần mới nữa kìa. Trời ơi. Ờ có đồ mới thay luôn đi. Ừ. Đúng rồi. Thay đồ mới nha. Trời ơi, tội nghiệp. Thay cho ngoại coi. Thay cho ngoại coi. Thử có đẹp không? Đó, đồ mới không nha. Đồ Mỹ đàng hoàng nha. Ôi trời ơi. Sao? Ừ. Đây, áo dài đi. Đó. Thay luôn. Thay luôn, thay đẹp đi. Tiền móc bỏ bên kia. Vô xé tiền nghe nha ông. Này 3 cái nút. Vậy là chị vô cho nó vô nó thay đồ hả chị? Vô em rửa mặt này kia cho nó mát đi. Cô trong hoài quỷ cô không thấy nó lại. Dạ. Chứ phải lại là cô dẫn nó lại đây mua đồ thun cho nó bận rồi. Giống như cô gặp là mấy lần trước cũng khá là lâu rồi ghé đây xin cơm nhưng mà không thấy nó quay trở lại. Không có xin luôn, nó đứng lại nhìn. Rồi cái bà xui với cô là kêu vô rồi cho. Dạ. Cho rồi cho nước rồi cô cũng cho tiền nhưng mà tại vì cô đi ăn sáng không có đem tiền nhiều. Dạ. Thì cô tính là cô kẹ hẹn nó lại, nó chưa quay lại, cô lên cô chờ, cô định lại đằng này nè. Rồi sắp với Trang đó, cô mua đồ thun đá banh đó cho lấy. Dạ. Đá bận. Cho anh trai này cho cái quần jean lên. Vô trong ngồi đi con. Cảm ơn mấy chị mấy anh đây nhiều á. Dạ. Cô gái cơ hội Tâm gặp em vui ăn gì đó. Thì chừng nữa có gì cô cứ gọi cho con, cô nhắc con. Dạ. Ngay lúc này tại thành phố Long Xuyên rất đông bà con đến để chia vui khi em Trương được mặc những bộ đồ mới, được hớt tóc gọn gàng để chuẩn bị về quê hương. Con học nghề rồi cái nghề là quan trọng đó. Một năm sau con thành tài con lên đây coi cho shop này ta lé mắt luôn. Lé mắt coi nha. Là con nhớ nha. Ráng về học nghề nha. Rửa xe. Cô chủ quán tốt bụng nè. Dạ con. Điển em về luôn rồi. Quán cơm Hoàng Danh. Quanh đây. Hết bôi, hết bôi. Lên đồ đẹp trai dữ. Hết bôi nha. Hết bôi nha. Để anh hớt tóc lên cho nó đẹp đẽ luôn. Được không? Hả? Hớt luôn. Anh hớt luôn hả? Anh hớt liền luôn được không? Rồi, đưa cho anh trai hớt luôn nè. Trời ơi, sẵn bạn luôn. Tụi em cũng tính là đi hớt đó. Thôi đi hớt. Dạ. Dạ, 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 dạ. Trời ơi. Kêu cà phê đồ uống đi. Dạ, dạ. Nước mía hay cà phê. Rồi, như vậy là để chút xíu nữa anh chủ này sẽ hớt tóc luôn cho em luôn. Quá em ơi. Đẹp trai luôn, quá dữ rồi. Quá, mấy cô này quá nhiệt tình, quá tốt bụng. Thời gian hết tóc, cô chạy lại Quỳnh chờ Quỳnh Trang mua đồ đá banh cho nó nhiều chiếc quần cho nó đi con. Trời ơi, nữa hả? Đồ đá banh cho cô. Mua đồ dậy để bắt mình cho cô. Mua đồ đá banh thôi. Dạ, cho dạ. Chiếc đó trở vào con khỏe. Dạ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Rồi, đi mua đi. Như là phải nhớ em đã quá.
tính ra là nó bùi đời gì mà nó còn suy nghĩ cho là nó sợ là làm việc quán với bộ nó còn suy nghĩ được điều đó. Ông bánh mì là ông nào? Lại cho tiền gấp cho con đi trước. Nó nghe là bố nó mới tự về vậy chạy. Đúng rồi, nó mới đừng về vậy. Đó, bây giờ anh chủ sẽ hớt tóc cho em trai luôn nha. Chị đi mua quần áo đi, lẹ lẹ đi, rồi xong rồi tụi em mình được chạy. Sắp vàng kế bên này nè. Mua quần áo đá banh cho nó, đồ đá banh á. Ủa vậy là không phải màu đen với màu xanh nha Phương. Nó tưởng em cũng thương. Mặc bộ đồ vô giống vua hề sặc lâu không? Biết nào mà gặp lại. Đâu sợ. Tình cảm bà ngoại dành cho chưa. Rồi vô chú hết kìa. Khỏi khỏi chàng lên ơi. Vô có gì tắm nữa. Xả cái áo xuống con, xả cái áo xuống. Cái xanh quay vô phải không bị hả? Có đâu nữa, có gì mà không bị vậy? Con nói đâu có biết con xài đồ, con có hay con. Bạn muốn ăn khô nhưng chưa biết mua ở đâu, giá cao lại sợ bị lầm, nhưng giá rẻ thì sợ kém chất lượng. Đừng lo, hãy đến với Tâm Rồng Shop, nơi bạn có thể lựa chọn được các loại khô vừa ngon vừa hợp khẩu vị, giá cả thì phải chăng. Còn chuyện chơi gì nữa, nhanh tay liên hệ Zalo 0918642092 để đặt hàng và thưởng thức các món ngon đặc sản của Đồng Tháp. Đây là nành khi mà tính ra là chưa gặp gia đình luôn á, chưa định hướng nghề nghiệp luôn mà cuộc sống thoải mái rồi đó. Mới được cái bà con cô chú trong xóm là như thấy thương quá, vậy cái rồi lên nó trời ông thật, cái đầu nó vô tay chê nữa à, mạng xã hội gì. Rồi đứng dậy rồi, đứng dậy vô thay cái áo mới luôn đi. À, giờ. Đó. Vô tắm không phải vô tắm đi rồi vô tắm cái mặc đồ mới luôn nha. Lấy bộ đồ đá banh đấy không đó, khai trương đồ đá banh luôn nè đó. Má đẹp trai quá đẹp trai. Trời ơi, nó chảy đầu nó còn không biết chảy nữa con. Về con học nghề rồi cái nghề là quan trọng đó. Một năm sau con thành tài con lên đây coi cho shop này ta lé mắt luôn. Lé mắt coi nha. Là con nhớ nha. Ráng về học nghề nha, rửa xe. Xin ta vô làm tí công. Không có sao đâu. Thời gian thì mình cứ về. Về sông đốc ra biển mình bơi đúng không? Nhớ nha, về đừng có đi theo bạn bè đồ mình làm này làm kia nha. Ô trời ơi, cho nó nhà đẹp vậy. Cho nó dày nó kiếp luôn. Rồi giờ sót cái hơi giờ. Gửi mặt cái kỷ niệm hả? Rồi. Lát con gửi cho ngoại cái kỷ niệm hả? Cái kỷ niệm gì? Cô gửi gì? Em gửi gì? Cái chuyện. Cái chuyện hả? Con mà.
Vậy đó là con mua hay là con lúc trước khi con đeo con đi để làm sao đâu cho ăn hả để ngoài nào lấy cái chuyện cho ngoài đây sẽ là giây phút chia tay đầy xúc động. Trời ơi, bà tiễn nó ra. Bà tiễn em Trương về Cà Mau. Anh trai tính cho đôi giày như đôi giày không vừa. Ở trên lầu á. Phương chạy lên lầu á. Ghép ba cái chân trên cầu thang á. Có nước ha. Có nước nè. À đưa lại bánh mì anh. Có gì? Dạ có rồi anh, dạ có. Ở trên kia đang cầu thang á, tắm nữa chạy. Dạ dạ, hôm nay đâu đưa chứ. Cái bồng luôn quá. Có Phương. Những hình ảnh xúc động trước khi em Trương về cõi Long Xuyên để về Cà Mau đoàn tụ với gia đình. Kính thưa cô chú anh chị, một bà ngoại nuôi mới vừa nhận cách đây khoảng 3 phút đầy xúc động. Ngay lúc này đó, có đôi dép mới kìa. Chàng ơi, dép đẹp quá chàng ơi. Ủa, dễ thương quá ta. Chàng ơi, dép mới quá, dép Mỹ đó nha chàng. Trời, vô lành. Vừa luôn quá, vừa luôn rồi. Vừa luôn rồi. Bỏ nha. Bỏ. Đôi dép ve chai huyền thoại. Đây. Bây giờ các cô chú tốt bụng quá. Cảm ơn cô chú nhiều ha. Con khoanh tay, con cảm ơn cô chú đi, con khoanh tay đi. Một năm sau con lo cho bà. Rồi mấy anh em mình cũng đi ra luôn. Cảm ơn cô chú nhiều nha. Cô chủ quán tốt bụng tiễn em về luôn rồi. Quán cơm Hoàng Danh. Quanh đây. Rồi con bỏ đây đi. Cho bà ngoại lên luôn ngoại. Trời ơi, trời ơi. Cùng cái túi nữa. Ngoại cháu đi ngoại. Quá thương. Dán mấy cái đất của con mà tôi tìm được em cô đi ha. Dạ dạ dạ. Rồi có gì cô liên lạc với con. Rồi chúc cô nhiều sức khỏe ha cô. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Dạ. Thôi chào gia đình luôn. Dạ. Dạ chào gia đình. Ủa gì vậy, là gì gì đứa mấy? Tôi đó. Tôi đâu giữ trời hết trơn. Chị mang vàng á. Tôi cũng về nhà. Mai lại cho cô về nhà cũng mệt. Biết bao nhiêu lâu rồi. Ai làm cho con mà về nhà cũng mệt lắm, tôi nghe ai làm. Chứ ha đi con về nhà ngỏi với quậy, tôi không đi đâu. Hả? Rồi tới nhà rồi, quyền sớm kéo lại rồi. Vô đi con. Ủa vậy là nhà này của ai? Nhà bên đây của ai? Ê xách đồ, xách đồ nữa Trương. Rồi phải lấy đồ vô. Chị nó cầm đồ cho em anh ơi. Rồi đi lát đi, lát lại. Rồi quý vị ơi, sau cuộc hành trình dài mấy trăm cây số này em Trương đã về tới nhà rồi nha. Trước mặt quý vị là dì Tư của em Trương. Trong đây mà chết nghe là chết đúng.
bước vô nhà đi Trương ơi. Ui xui ui cảm ơn cả bà tới nhà quý vị. Nhà đây nhà của gì ha? Nhà của ngoại. Dạ. Nhà này của bà ngoại. Bà ngoại ha. Bà ngoại đi ơi. Nè, em cho bà ngoại. À, nhà này cũng là nhà tình thương rồi. Dạ. Nhà của ngoại. Của nhà ngay đây hả? Cháu buộc á. Mẹ đấy con nhà lúc nhang cho ngoại nè. Mẹ nó chết lâu rồi, mẹ nó chết là nhỏ. Mẹ nè. Nhà cho ngoại con ơi. Có mẹ nó chết chưa? Rồi. Dạ. Rồi, rồi. Nhà người cho bà tính nhà đi về rồi vòng 4 năm mà. 4 năm. Không có 9 năm con, 3 4 năm mà. Bắt đầu đi là mấy năm. Rồi mày rồi khỏi nhà Nhiễm hồi nào? Nó đi là đi. Nhiễm chạy xuống là Nhiễm Hùng chạy xuống á. Không, nói chị từ từ với đứa cháu thôi anh, không sao đâu. Nó đi cũng là đi vòng 3 4 năm mà chứ vô 9 năm thì không có thật rồi, cái nó bị. Con đi con đi ra. Thôi nhỏ là mấy anh em đó mẹ nó. Bạn muốn ăn khô nhưng chưa biết mua ở đâu. Giá cao lại sợ bị lầm, nhưng giá rẻ thì sợ kém chất lượng. Đừng lo, hãy đến với Tâm Rồng Shop, nơi bạn có thể lựa chọn được các loại khô vừa ngon vừa hợp khẩu vị, giá cả thì phải chăng. Còn chuyện chờ gì nữa, nhanh tay liên hệ Zalo 0918642092 để đặt hàng và thưởng thức các món ngon đặc sản của Đồng Tháp. Tức là hồi xưa giống như là nó buồn chuyện gia đình. Dạ, buồn gia đình. Dạ. Đủ xô nó chân, mẹ nó mất, cha nó có vợ bé, nó có vợ sao. Đi là gần có 10 năm trước là cái thời điểm mà bắt đầu đi á. Đúng rồi, là 10 năm bắt đầu đi đó. Đi suốt, đi về, nhưng mà đang ở nhà này là nó đi, không đi, về. Ủa vậy là mấy năm về đây em có về đây mà sao em không có nói không có về? Dạ, em ba, không? Không, 3 năm về đây thì em không có về đây, có 3 năm. 3 năm rồi, từ lúc ông ngoại nó mất tới giờ là em không có về. Hồi xưa nó về là nó tự đi xe về hay là sao? Nó là cái kiểu là nó không đi xa, là tỉnh, từ tỉnh Cà Mau nè, là tới cái chỉ. Nói cái tay đi về chỉ kìa, cháu bà ở Cà Mau cảnh á. Dạ, nằm bên xe á, cô chạy lên chở, cô về chở thì đi mất tiêu, không có đường tìm. Đó á. Chạy lên tới chở thì nhà mất tiêu, nó chỉ ở đâu tìm tới đó gì đó. Rồi là từ mà 3 năm về sau ông ngoại nó mất là mất tích luôn, không có đường tìm nó luôn. Thôi bây giờ nói gì nghe nè, bây giờ nó cũng đã về, nó bây giờ có một cái nó cũng không có được may mắn giống như những đứa trẻ khác. Mẹ nó thì mất, ba nó thì giờ cũng có gia đình nữa không. Nhiều khi nó suy nghĩ nó chưa thấu đáo, bây giờ bản thân mình là gì cũng là con thịt trong nhà. Thì từ từ mình khuyên nó đi chứ dạ. Mình không có nên trách nó nhiều. Dạ. Chứ giờ đi ở chỗ là lạ rồi khi tụ tập bạn bè đâu đó. Chứ quay YouTube lên rồi thấy cháu mà ngồi khóc không. Dạ nói đi đừng đi nữa. Dạ đúng rồi. Con ở nhà gì tư đi nghe, đừng đi chứ. Dạ rồi có chị có sao ăn cho vậy? Con trả lời con nói thằng tí cái gì tư nghe đi, con đừng gặp lắm. Vậy vậy tôi làm gì vậy tư, rồi đi đục phào theo tôi đục phào cứng con dạo anh đừng đâu nữa con lớn rồi có dạ lớn lên con. Người ta đâu đưa mình đi về hoài đâu, nhưng mà gặp mấy chú đây con có ở với hai thì con không ở ai vậy gì tư, bây giờ có cô mà cơm có cháu, cháu ở gì qua bà ngoại đừng cho đây nữa. Đâu bà giờ ở gì tư, có cơm ăn cơm có cháu, cháu bà ngoại về đâu mà bà ngoại ở đừng đi nữa con ơi đó. Ủa bà nó ở đâu con? Bà nó có vợ ở trên Kiên Giang vậy trời. Dạ. Có gì bà sống được không? Bà không có chịu. À, nói chung tội nghiệp nó cũng có nỗi khổ. Con nói mấy lần rồi nó hay có gì dẫn em lên cha ở đi. Thôi mày lên chảnh rồi mày làm mày vậy sao mày kinh đồ chết không nổi. Coi cháu thì tư liền trời. Gì vậy? Bà nói là bà nó bánh xe ra chỗ quái là bị đó. Hồi lúc mà thấy mở đi làm chưa tạo về là kêu như mở lên lấy ra coi luôn, có thấy giờ anh chưa mà kêu là coi đọc gửi tin luôn. Con nghĩ cái lần này ở đây là nó không dám đi nữa đâu coi. Nói chung là gia đình mình cố gắng tâm lý hiểu đó chút xíu. Dạ. Về nhà mừng không? Rồi có đi nữa không ông? Hoặc là cấp lên xe ở đây cũng nghi lắm rồi về thế nào cũng.
Thôi được rồi chị, được rồi. Mua mấy chai nước lạnh về, mua mấy chai nước lạnh về đi con. Ủa nhưng mà giờ về là con là con không nhớ con đi bao nhiêu lâu mà cứ có nói 9 năm nãy, bởi vì con chú nói là tại sao mà con đi lâu như vậy mà tại sao con nhớ cái đường bệnh viện, cũng nhớ cái cầu này kia. Nó đi về. Thì đó nó đi về. Bây giờ là nó về nhà mới biết nè. Anh Trương mày nhớ được chỉ nhà vô kìa. Tại vì nó chỉ đường về tới nhà nó. Tại vì hồi nãy là chị nghe tuổi bây giờ nói là tới ghé cả cá nó giờ chung dạ. Nó quên đường thiệt, còn nó chỉ được ăn cá trên kia là chị với đó. Cháu lại em của nó chạy theo chạy đón thì xe chạy phớt qua chị kêu dơ dơ mà không ai nghe chị kẹt xe gì đây họ cô Văn Chương sao mày nói là mày Nguyễn mày đổi họ luôn mày họ cô họ cô mày không có chết mày không chung không có lấy nhan chị mày thay với YouTube là không Nguyễn Nguyễn rồi mới nhớ trực lại. Ủa chị Hai nói với ông kia chở là cái lúc test Covid gì đó là họ cô mà sao mình nè sao mà quên họ cha chứ họ mẹ thì họ Nguyễn, họ cha là họ cô. Nó đổi họ luôn hả? Ờ, không họ Nguyễn là cha nó họ cô. Họ cha là họ cô. Chị Hai nói là chị Hai lấy qua họ cô, họ của cô Út á. Rồi cái là cái miếng giấy đó mà rồi chị Hai nó nội đi làm sao rồi. Rồi thắp nhang cho mẹ đi. Mẹ đi con. Rồi. Rồi được rồi. Nói chung sau này đi bây giờ con mất đi. Con thắp 3 cây. Nói chung chứ hiện giờ chứ biết mẹ mà. Thắp cho mẹ đi con. Nói chung nó cũng hơi khờ mấy cô ấy ha. Đúng rồi. Không có thắp được. Thanh Minh. Thanh Minh mẹ nó không biết trời tranh ai đi làm là không biết gì trơn á. Mẹ mất lâu chưa con? Mẹ mất hôm nay cũng hồi lúc nó còn xíu mà. À. Lúc mẹ nó mất lâu chừng 3-4 tuổi hả? Đó. 4. Thì 3-4 tuổi. Rồi để thắp lại về thắp cho mẹ trước đi rồi nói chuyện sau thắp cho mẹ trước đi con. Hôm nay mẹ mất cũng 17 năm rồi. Ông ngoại chết mà chưa về luôn á, không biết ông ngoại ha. Ông ngoại mất rồi. Ông ngoại mất lâu chưa con? Ông mất là tới tháng 5 là được 2 năm mà không biết gì, ông ngoại mất luôn. Không biết luôn. Không biết luôn. Trời vậy, ơi. Biết ai ngồi đây không? Biết ai không? Tụi bay không chết nào không? Mất nào. Biết tụi bay biết tụi gì đây. Với lại nó nói 10 phần thì chỉ đúng hơn 7 8 phần à. Không, không ngoại chứ không có đây. Ở đây. Rồi bỏ qua chuyện đó đi. Mình hạn chế nói chuyện đó đi. Bây giờ nó có không có hồn hồn. Không biết đâu, bà đi. Nó không có nhớ gì hết đâu mấy cô ơi. Dạ. Rồi sao giờ về tới nhà thấy sao, thấy thoải mái hơn so với cuộc sống ở An Giang không? Rồi đừng có nói mấy anh về xong rồi vài bữa nữa cuốn gói đi trở nữa nha. À, nhớ thì nói đó à. Sao mà quá rồi tụi em hết sức cái bài con nói sớm lại vui nè. Dạ sao mấy chị chưa vậy lại nói nó khờ khảo á. Đúng rồi, nó mày đi như vậy chứ gặp như mình kệ mình đi bữa một mình về nhà. Đúng rồi, giống như là nó đáng thương hơn là đáng trách. Đủ buồn là phải về. Tôi biết xe đi. Có nghĩa là em trai này nó vẫn đi vẫn về nhưng mà kiểu nên nó lúc nhớ lúc quên phải không? Ừ. Rồi. Rồi đi, đi ra. Đi ra ngoài mượn nước đi. Trời ơi bà con lại đông vui quá. Quý vị đây nhà của em Trương nha. Đây bà con hay tin lại đây cũng thấy cái khu em chưa này giống cái khu của chị Hào. Rồi ngào nước nghỉ ngơi xíu đi chị ơi. Rồi kẻ cả nguyên một con đường, nguyên một cái xóm nháo nhào hết trơn. Nguyên xóm bây giờ là chắc gì nha.
thiện của nhóm mình chút. Dạ rồi quý vị ơi, thì thật sự thì hôm nay thì em Trương cũng đã về lại quê hương của mình. Nhưng mà khi mà về thì ở đây thì ai cũng, mấy anh em đi chung cũng hết sức ngỡ ngàng. Tại vì em trai này cũng không phải là, thật sự không phải là mà thất lạc gia đình gần 10 năm. Mà cái kiểu giống như là đi đi về về đúng không con? Dạ, ở đây là dạ, chính là gì cháu một... nó có đi đi về về nhưng mà nó thẳng là chừng 3-4 năm nay trở lại là cháu nó không có về đây thôi. Bố khoảng 3-4 năm nay là đúng không rồi. Có về? Dạ, dạ. Trước đó cô là giống như là mẹ của bé mất là do nó buồn chuyện gia đình, buồn chuyện gia đình là không phải là như là mẹ nó mất là cha lấy vợ tụi nó buồn nó đi thôi, chứ ngoài ra là không bé ai đánh hay là làm gì con. Hồi nhỏ thì nó cũng đi theo cô đi đục hào, đục tôm, đi lụm mũ. Dạ. Có hết nên là những chuyện mà cháu nó kể trên YouTube cũng có lụm mũ với cái cô. Chuyện mà nó lên xe đò là có thiệt không? Lên xe đò là đó là nó đúc lụm mũ thì nó dắt kiều thì nó tư con lụm mũ thì nó đi rồi không thấy nó về. Nếu mới tìm thì tôi chỉ nghe cháu mà nằm bên xe Cà Mau ngủ cho anh á. Dạ. Là lúc cho tôi hay là 6 giờ đi đâu không, sáng mai đi tìm. Sáng này cô đi xe lên chợ nó thì ngay chỗ bến xe nó nằm á. Thì lại nó ngã qua có thằng nhỏ nằm đây nè. Kêu trời chứ chưa là nó đây à, trời thì không thấy nữa. Vậy là nó lên xe là có thiệt. Đó là đó là cái là cách đó là khoảng bao nhiêu năm rồi? Là cô nói là từ 4 năm nay trở lại đó. Là từ lúc đi đó. À. Đó. Chứ không phải là 9-10 năm ha. Dạ. Dạ. Tại vì khi mà nó chia sẻ cái câu chuyện của con á thì cái người dân địa phương đó thì khi mà người ta thấy thằng nhóc này nè là người ta nói là khoảng 9-10 năm trước là đã thấy nó rồi. Thì con không xác định được chính xác thời gian là bao lâu. Dạ thì chắc là có thấy nó là chắc cũng đi lên chợ nó đi về. Dạ. Dạ chứ không phải là mà là có đợt này là đi là mất tích luôn không có về là đâu á, rồi người ta đưa nghe cũng đi tìm tới cũng không, nó không phải vậy thôi à. Dạ. Nó cũng là con nàng cũng nhà cũng nghèo không khả năng đi tìm cháu hơi xa đó. Hồi xưa là nó hay sống với ai con? Là xưa là sống bà ngoại nó nhiều nhất. Dạ. Ở với bà ngoại nó. Rồi á hô bà ngoại nó đi đâu á thì nó chạy xuống là tôi nó ở. Dạ. Đây cấp cháu ở chợ Quế đó. Ở gần trường khóm này với tôi ở là lúc mà nó nào ngay lúc mẹ nó mất á là nó ở với tôi thời gian rồi cái nó nói chuyện thôi con đem gì cho anh ở với con gì tư ơi là có thể còn thằng anh nữa rồi họ đem cho anh ở rồi cho anh ở rồi không biết sao thì nó buồn gì đi thì mà không biết rồi thời gian quay về ở thêm một đợt nữa thì ông chồng tôi ông nhậu ông ưa này kia đó rồi nó mới về ở với ông ngoại. Dạ. Ở ngoại là trận này là nó đi là mất tích á. Còn hai người anh như là đi biển á con? Đúng rồi chú. Dạ. À, hai người anh sớm này có điện cho tôi là nói dì Tư ơi, dì Tư Trương về đó, dì Tư cho nó ở nhà Tư đi. Rồi cái gì để nữa con vô tính, nó về nếu mà không ở đâu tôi cứ kia là tao ở chứ bỏ đâu giờ. Biết sao không? Tại vì cái lúc mà trên đường về tụi em có hỏi là về muốn sống với ai thì đó là muốn sống với bà ngoại, đúng không? À, nó muốn sống về bây giờ bà ngoại thì một thời gian nữa bà ngoại cũng về đúng đây rồi, tháng năm ngoại về cũng cơm bà ngoại. Dạ. Về ví dụ có muốn đi theo bà ngoại thì đi theo. Mình xuống gấp lạ. Thì bà ngoại thì con ở đây gì Tư? Thì giờ vợ đây gì Tư có sao ăn vậy, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo gì cháo nào giờ. Thế còn đi là con đừng có đi nữa, đi không có gì hay đâu con ơi. Như mà vậy con... là cái lời mà em trai này từng chia sẻ là có phần đúng và có phần không đúng. Đúng rồi, tại vì dạ. Em nó bị bệnh đó. Nó bị dạ, cô nói sao là em nó bị bệnh cũng như là bị nó cũng hơi khờ khờ ha. Khờ đó thông cảm. Dạ. Nó đi cái đó là mấy chú thông cái cảm đó thì mình em đi. Không có trách được tại vì khờ khờ. Bản thân mà khi mà mình sống lưu lạc ở bên dạ. Ngoài á là mình chịu áp lực đủ thứ hết trơn á. Đúng rồi. Từ những người xung quanh người ta không ví dụ người ta yêu thương mình còn đỡ mà gặp mà nhiều người ta không yêu thương á. Dạ. Mình phải đối mặt với những cái đó rồi cái môi trường sống của nó rất là phức tạp. Dạ đúng rồi đó. Đó rồi nó đi nhặt ve chai rồi nó ngủ chỗ này chỗ kia rồi gặp bạn bè này kia tụ tập nữa. Đó, dạ. Nó cũng không có tốt. Thật sự mình thương nhiều hơn là trách. Đúng rồi. Thì bản thân là mẹ em nó là mất lúc nhỏ. Dạ mất năm nay là hồi đúng mới 4 tuổi thôi. Mất tình thương của mẹ. Dạ. Mà ba thì cũng có gia đình thì ba cũng có cuộc sống riêng thì nó cũng thiếu tình thương của cha thì từ nhỏ mà theo bà ngoại mà mưu sinh rồi. Đó nên là bạn muốn ăn khô nhưng chưa biết mua ở đâu, giá cao lại sợ bị lầm, nhưng giá rẻ thì sợ kém chất lượng. Đừng lo, hãy đến với Tâm Rồng Shop, nơi bạn có thể lựa chọn được các loại khô vừa ngon vừa hợp khẩu vị, giá cả thì phải chăng. Còn chuyện chờ gì nữa, nhanh tay liên hệ Zalo 0918 642 092 để đặt hàng và thưởng thức các món ngon đặc sản của Đồng Tháp.
lời nói của nó 10 phần chỉ đúng, đúng là khoảng đúng rồi đó, đúng rồi 6-7 phần ha. Đúng rồi đó, nhiều khi nó về nói với cô á, gì Tư đằng kia kìa cho đồ kìa, đi lại ai cho, ai biết đâu, con thấy nó đại vậy. Rồi nghe lời cũng đi, đi xin rồi có khó đâu. Rồi bây giờ anh hỏi đẹp nè, đi về đợt này có muốn đi nữa không? Thật sự là em là may mắn á, thấy không? May mắn cái thứ nhất là em về lại quê hương là được người thân người ta trông chờ, không? Ở đây về đây bà con ai cũng thương trơn không? Đó, cái may mắn thứ hai là em được nhận cái tình thương từ mọi người từ hồi sớm giờ, không? Trên đường đi người ta ghé, người ta cho đồ rồi cho tiền, rồi anh đang giữ một số tiền nữa, không? Mình phải trân trọng cái đó nè, nghe tập trung nè, mình phải trân trọng cái đó. Rồi sau này á, bắt cái xe giùm em rồi. Sau này có định hướng mình làm gì không? Làm gì nói ơi? Nói chú nghe con. Sửa xe. Sửa xe hả? Ở đây có ai dạy sửa xe không con? Có nhóc. Sửa xe học mất tiền không? Mất tiền. Ừ. Thì bây giờ quan trọng là cái chiêu học hay không thôi, đúng không? Rồi em nó cũng gần thờ gì lỡ là cái muri rồi nó sửa qua bê tông rồi là khó. Cái này về gia đình mình tự giống như là mình quản lý, với lại mình có thời gian dẫn em đi khám bệnh viện á. Bây giờ để gỡ tiền cho em đó đi, tại vì em qua nay đăng lên thì cũng có một vài anh chị thương á, ngoài gặp trực tiếp đưa tiền cho nó thì cũng có gửi quà này kia rất là nhiều, thì cũng có gửi cho bên con là số tiền là 8.6 triệu. Thì thật sự là may mắn lắm ấy nha Trương, nhiều khi em làm rất là khó kiếm được số tiền này, nên mơ ước mấy đợt. Đúng rồi, nên mình dùng số tiền nè để đi học nghề, đúng không, hay là làm cái gì đó chứ không đi bậy bạ nha. Dạ thôi, để 8.6 triệu này khi mà trao cho em rồi em gửi lại cho dì Tư hay vậy. Thì ở đây dì Tư ở đây cũng có xác nhận, ở đây cũng có rất đông bà con ở đây rồi. Thì có gì chắc nhờ dì giữ giùm ha. Cái số tiền này để sau này lo cho nó học nghề. Rồi sau này ở dì Tư ở dưới ngoại thì em quyết định nha. Thì 8.6 triệu này em nhận đi, còn lát trao lại cho dì Tư. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi 8.6 triệu. Thì 8.600.000 thì có chị Thúy ở Na Uy là ủng hộ 2 triệu, chị Mỹ Tiên 2 triệu, chú Trần Văn Tâm 1 triệu, chị Trần Nguyên Thảo 1 triệu, chị Nguyễn Thị Giang 500.000, chị Lê Thị Liễu 500.000, anh Nhàn 500.000, chị Hoa Mai 500.000, bạn Bảo 200, chị Thị Dương 200 và chị Tiền 200.000. Rồi em có muốn nói gì không? Cảm ơn mọi người, không cảm ơn cái gì đó. Rồi em nhìn vô mấy camera nè. Rồi em xin cảm ơn mấy cô mấy chú đã giúp đỡ cho con có ngày hôm nay. Rồi này gửi lại cho chị Tư đi. Vì sáng mà được mấy triệu nữa đó. Rồi, sáng được mấy triệu nữa. Nãy đây nó cứ đưa đây cho chị Tư. Đây nãy nó cứ đưa đây Tư chứ Tư cầm đây. Đó, sáng được nhiều là gì? Đó, Tư giữ rồi đó. Sáng là lại vậy con gửi. Điểm luôn 18. Điểm luôn 18 là được. Nè, không biết sao. Cái này tiền cũng mồ hôi nước mắt người ta dành dụm mới có, đúng không? Chứ không có cho trời có đâu. Tại vì nó mục đích như đó. Tiền này nó cũng mồ hôi người ta nhịn ra, nhịn cái bữa ăn sáng này kia. 3, 2, 4, 3, 6, 3, 8, 3, 9, 4, 10, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Rồi này mấy chuyện lẻ chiều đi ăn cà rem. Chiều không có đi đâu, đi dẫn em đi, mày đi cái này là mày đi mất nữa đó. 4 triệu 3. Không có mua. 6. Tôi tính. 12 triệu 900 ngàn. Phải không? 4, 3, 0, 0. Rồi 12 triệu 9. Rồi dì 9 giữ Tư. Rồi dì Tư lộn. Giữ là 12 triệu 900 ngàn nha. Rồi bây giờ nó chứ gia đình mình cũng nghĩ là nó vẫn có khả năng để đi nữa đó, nên là ăn thua là gia đình mình siết chặt hơn nè. Nghe khuyên nè, mình về đây người ta tốt, người ta tạo điều kiện công ăn việc làm, rồi sau này mình làm công dân tốt cho xã hội, không chứ bây giờ đi vô giờ ở dưới gì đó là thấy không có tương lai rồi đó, đúng không?
Rồi đừng đi nữa nha. Rồi giờ có mấy chú đây nè, con hứa mấy chú ở dì Tư đi. Rồi có sao ăn, có sao làm vậy chứ không có đi nữa. Giờ hứa mấy chú đây dì Tư. Đâu, hứa chú dì Tư cũng hứa đây, có mấy chú đây luôn. Giờ ở đây đi, dì Tư ở đây dì Tư. Dì Tư mà có mai sao có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, dì cháu mình hồi nào giờ sống vậy, giờ sống dì Tư đi. Rồi hứa sao? Chứ không có đi nữa. Giờ em về hứa thì hứa không có giờ. Nhìn thẳng với màn hình hứa con. Hứa nghiêm túc nha, chứ không có giỡn. Dạ con xin hứa với cô chú. Con hứa con ở dì Tư không có đi nữa. Nếu mà con đi nữa, nếu mà có mấy cái chú này thấy trển cứ kêu công an là bắt con cũng được nữa bây giờ. Con biết nói gì sao đó. Tao biết luôn á. Tao biết luôn rồi đó. Không có đi nữa. Ấy con cũng được. Bây giờ cái mặt của con ở trên mạng xã hội đầy, bây giờ đi là người ta biết hết trơn à. Người ta điện chú liền à. Đó, đốt dứt lên lên ở đây đi. Ủa chính xác nó bao nhiêu tuổi? Không à. 22 gì? Tính là 2 mấy? 18. Dạ nói chung thì mấy anh em cũng đi đường xa đến đây để đưa em về nhà như vậy cũng rất là vui rồi. Cái thứ nhất là cảm ơn cộng đồng trên mạng xã hội, đặc biệt là bà con ở khu vực ở Cà Mau đây thì lan tỏa để giúp cho em trai này về. Thì trong cái câu chuyện của em thì có chia sẻ có những cái nó chưa đúng, thì em thì nói 10 phần chỉ đúng 6-7 phần thôi, thì cái thời gian thất lạc thì nó không đúng. Cái thứ hai nữa là em cũng có đi có về, tại vì có hoàn cảnh mà mẹ thì mất, ba thì có gia đình, thì bây giờ cũng khó ai mà quán xiết được. Bây giờ chỉ sống nhờ cậy vào dì cô này kia thôi. Nói chung thì em trai này chưa sa ngã thì hên rồi đó. Nói chung vẫn còn cứu vãn được. Thì đây cũng là một điều may mắn, thì mình cũng thay mặt anh trai ở đây cảm ơn cộng đồng rất là nhiều. Cảm ơn bà con khu vực ở đây cũng như là chính quyền địa phương ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người để có được một cuộc vui ngày hôm nay. Thì nhớ nha, nhớ cái này là cái bài học cho em ha. Cũng là một cái may mắn á. Đúng không? Rồi sau này dùng tiền đó để đi học nghề làm một người tốt nha. Có muốn nói gì nữa không? Không, hết lời. Dạ. Thôi ở đây em cảm ơn người dân ở khu vực Cà Mau ha. Cảm ơn tất cả mọi người luôn. Chị dạ. Chị cô cũng cảm ơn mấy chú mấy em đưa mà cháu nó về đây cũng rất dạ. Mừng, cũng cảm ơn mấy chú rất nhiều. Dạ.